Rồi ok, làm lại bài này. Màu mè, khoảng cách rồi gì đó thì tính sau, bây giờ mình làm cho nó nhanh thôi. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ build một cái Java class demo slide 3, trang mấy vậy? Trang 34 sẽ sử dụng cái Slender. Ok, sử dụng cái Slender của chúng ta. Extend Z frame. Rồi main một cái nữa là demo slender. Ở phần này lúc nãy bạn hỏi có cần không, không cần, chúng ta sẽ demo slender bằng new demo slender. Trong này chúng ta sẽ có cái hàm init, thầy sẽ viết một cái hàm init ở đây để khởi tạo cái frame của mình. Size 400, 300, canh giữa tự đóng, và chúng ta sẽ dùng cái post layout. Post layout như vậy trong này chúng ta có thể set post layout của chúng ta canh lề. Ok rồi, và chúng ta sẽ khởi tạo ở đây init component. Rồi thiếu một cái nữa, quên hoài, cho visible cho nó nên nó chưa có chạy. Chấm set visible. Rồi trong phần này chúng ta sẽ có cái ba cái G cylinder, một cái G cylinder ngày phải G cylinder tháng phải G cylinder năm. Rồi chúng ta sẽ có một cái G test field GTXT thông tin. Rồi gì nữa không? Rồi trong cái Gcylinder ngày thì mình sẽ bằng new Gcylinder. Vậy ở đây chúng ta có thể sử dụng giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, giá trị mặc định và canh lề cho nó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái gcylinder chấm. Bạn có thể sử dụng cái vertical để mà cho nó cách canh lề đó, hoặc là bạn sử dụng canh lề theo chiều đứng hoặc là canh lề theo chiều ngang. Rồi chỗ này đối với ngày thì chúng ta nhỏ nhất là 1, lớn nhất là 31, và mình cho cái ngày hiện tại bất kỳ, ví dụ cho ngày 10, giá trị hiện tại bất kỳ. Rồi mình sẽ thêm cái Gcylinder ngày này vào cái frame của mình, chạy lên thử. Rồi mình đã thêm được rồi, nhưng mà trong này nó không có hiển thị thông tin gì hết. Như vậy mình có thể set cho nó
ví dụ như là màu, border, màu sắc, rồi khoảng cách, và nó sẽ nhảy. Đó, như vậy mình sẽ copy nguyên cái đoạn này cho nó nhanh. Như vậy trong này thầy sẽ cho cái title của border màu là gray viền, rồi cái chữ là ngày. Ok, ngày thì chúng ta có thể set cho nó cứ một khoảng là năm, mình có thể set cho nó đó ngày từ 1 cho đến 31. Và tương tự như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra một cái slider tháng tháng chỗ này tháng. Rồi chúng ta có tháng thì từ 1 đến 12. Và giả sử chúng ta set là tháng 5. Ví dụ như vậy. Chỗ này chúng ta sẽ đổi cái tiêu đề cho nó là tháng. Chỗ này Ctrl H Z S L ngày đổi thành Z S L tháng. Rồi ok. Ủa sai hay sao mà nó không đổi màu? Rồi ok tháng. Và tương tự như vậy mình sẽ đổi cho năm, cần trên H này đổi thành 5 relay. Ok, chỗ này đổi thành 5. 5 thì chúng ta sẽ bắt đầu, giả sử như năm 19 năm 2000 đi cho nó bớt cái khoảng lại, và năm chỗ này là 2030 đi. Và giá trị của chúng ta sẽ bắt đầu là 2022. Rồi 5. Ok. Rồi chạy lên lại coi. Như vậy chúng ta đã có ngày tháng năm. Tháng chỗ này chúng ta cho nó nhặt hơn tí xíu ha. Tháng nó nhỏ quá. Cái phần tháng chỗ này một, rồi rồi từ tháng 1 cho đến tháng 12. Ok, và mình thêm một cái label ở dưới. Như vậy cái label này chúng ta sẽ thiết lập cho nó test info. Như vậy bạn thêm font vô. Đó, mình set font cho nó. Mở cửa ra giùm thầy. Rồi, ok. Rồi, như vậy cái thông tin ở dưới của chúng ta. Bây giờ mình sẽ thêm sự kiện cho cái việc là thay đổi này. Nó sẽ lấy giá trị và nó thiết lập ở dưới này cho chúng ta. Như vậy thì mình sẽ viết một cái hàm liên quan đến việc là thiết lập ngày. Void ở trong này người ta đang ví dụ cho mình là người ta để là display date. Display date. Rồi ở chỗ này thì chúng ta sẽ làm gì? In ngày bằng tree slender ngày chấm get value, tức là xem thử cái ngày hiện tại là bao nhiêu. In tháng bằng tree slender tháng chấm
get value. Rồi in 5 bằng resplendor 5.get value. Như vậy mình đã lấy được ngày tháng 5. Và sau đó mình sẽ dùng một cái format symbol date format bằng new symbol date format. Mình sẽ sử dụng cấu trúc format của mình. Mình cần hiển thị là thứ rồi phẩy ngày tháng năm. Đó là mình sẽ sử dụng cấu trúc này. Và mình sẽ lấy cái ngày tháng năm này nè. Mình sẽ tạo ra một cái ngày. Tạo ra một cái ngày bằng new. Mình đưa ngày tháng năm vô. Như vậy 5 tháng ngày. Đó là mình đưa cái cấu trúc ngày tháng năm hiện tại của mình vào. Và mình sẽ hiển thị ra cái info này chấm set test bằng cách là std.format. Rồi, ok. Rồi, cái này là mình đang viết cái hàm display test. Sau khi khởi tạo xong thì chúng ta sẽ hiển thị cái ngày này lên thử xem nó ra cái gì. Rồi, như vậy nếu như chúng ta chọn ngày là ngày 10 tháng 6, chỗ này tháng 5 mới đúng ha, năm 2022. Như vậy mình sẽ điều chỉnh một số chút xíu. Hồi nãy mình đang set ngày mình set là ngày 10, đúng rồi, tháng là tháng 5, nhưng mà nó hiển thị là tháng 6, cho nên chỗ này tháng mình sẽ trừ đi 1. Rồi, năm, nhìn lại cái năm. Năm của mình là 2022 chứ không phải là 3922. Vậy mình sẽ trừ đi cái năm đầu tiên của cái lịch của chúng ta, 1900. Rồi, như vậy đúng ha, ngày 10 tháng 5 năm 22. Và bây giờ chúng ta sẽ xử lý sự kiện khi mà thay đổi giá trị ở đây thì cập nhật lại cái ngày này. Như vậy, lúc hôm trước chúng ta đã làm cái thay đổi là bằng cách click chuột ha, mà là add action listener. Còn bây giờ mình sẽ đổi thêm một cái cách khác nữa. Mình sẽ lấy cái resend ngày chấm add. Mình không action nữa mà mình dùng cái change, tức là khi thay đổi thì làm gì. Rồi, chỗ này mình sẽ new một cái là listen change listen. Rồi, và mình sẽ viết cái sự kiện nó vô đây. Viết sự kiện nó vô đây. Sự kiện là bằng cách gọi cái hàm display. Rồi, vậy thôi. Và tương tự mình sẽ add sự kiện cho các cái slender còn lại. Như vậy ngày tháng và năm. Rồi, chạy lên lại nha. Rồi, khi thay đổi ngày, khi thay đổi tháng, khi thay đổi năm là nó đã thực hiện được cái việc là xử lý cái slender. Bạn sẽ làm thêm giúp thầy là đẩy các cái khoảng này để cho nó có cái khoảng trống giữa các thành phần. Hiện nay thầy đang sử dụng cái post layout. Sử dụng của chúng ta post layout và chưa có khoảng cách giữa các thành phần. Các bạn set thêm cho thầy khoảng cách giữa các thành phần. Và chúng ta đã vượt chỉ tiêu.
trong vòng 18 phút. Được chưa? Và chúng ta đã code xong, các bạn sẽ set giúp cho thầy. Thứ nhất là thay đổi màu cho nó đẹp. Thứ hai là chúng ta có thể canh giữa cái test này. Thứ ba, tạo cái khoảng trống giữa các thành phần để cho cái bài của mình nhìn nó đẹp hơn. Như vậy là chúng ta đã có thể control được cái code của chúng ta. Và khi các bạn nhìn đối với lại cái bài này, thầy sẽ chuyển cho các bạn cái file code này luôn. Nhưng khi các bạn code lại, cố gắng code từng phần một. Ví dụ như mình làm cái phần init đầu tiên, tạo ra được cái frame có độ lớn là 400 300, chạy thử cái. Sao? Hả? Đâu có. Đâu à, ok, rồi, tốt. Nếu như bạn muốn xử lý chỗ này, tốt. Ý kiến đó rất là hay. Bây giờ bạn hỏi thì thầy xử lý luôn. Em hỏi thì thầy trả lời. Ok. Nếu vậy là em phải tính đến năm nhuận nữa nha. Bây giờ bỏ qua năm nhuận đi, khó lắm. Bây giờ đối với tháng nè. Khi tháng thay đổi. Rồi, chỗ này. Nếu. Rồi, xử lý luôn nha. Cái này khó nha. Thêm tiền nha. Thêm tiền chỗ này nha. Get value. Nếu tháng bằng gì? Bằng 2. Thì làm gì? Re-slender ngày chấm set maximum bằng mấy? 28 đi. Còn năm nhuận thì tính 6. Còn không nữa nha. Chứ không còn không, set xong cái nó để luôn 28 á. L. L. Set luôn 30 31 nữa. Rảnh với ngồi nghĩ ra. Ngày set maximum. Hả? Ừ cũng được. Nữa thêm. Thêm xử lý sự kiện phím nữa đúng không? Rồi, ok. Bây giờ ngày 31 nè, mình sẽ set lại tháng 2 coi. Đó. Tháng 2 28 ngày liền ha. Đó, nó nhảy rồi. Nè, nhảy nè. Tháng 2 là 28 nè. Rồi mình tăng lên coi. Đó, đổi thành 31 liền. Đó, đổi thành 31. Chỗ này bị sai nè. Đó, ok. Được chưa? Đẻ ra nhiều lắm. Muốn đẻ nhiều đẻ à. Muốn đẻ nhiều cũng được hết trơn á. Muốn xử lý gì cũng được hết. Rồi là bạn khai thác thầy cho đến là dục nấu cuối cùng luôn. 15 rồi. Thôi nghỉ.